Bác Hòa Đài Truyền hình Sài Gòn Úc xin trân trọng kính chào quý giả, quý đồng hương đến với chương trình phóng sự đặc biệt ngày hôm nay ở tại thành phố Houston của chúng ta, thưa quý vị. Và Đài Truyền hình Sài Gòn Úc, Đài Sài Gòn TV, Đài Việt Today, cũng như là qua mạng lưới internet toàn cầu, chúng ta sẽ xem được cái chương trình này. Thưa quý giả, quý đồng hương, sau khi mà chúng tôi đã đưa nhiều cái phóng sự về làng A Di Đà đến cùng tất cả quý giả, quý đồng hương, thì có nhiều người ở tại thành phố Houston của chúng ta thắc mắc là tại sao ở đây cách thành phố Houston chỉ có 1.5 tiếng đồng hồ xe mà lại không biết cái làng này. Thì ngày hôm nay theo cái chỉ yếu cũng như là yêu cầu của số đông khán giả với đồng hương, thì chúng tôi đã tổ chức cùng với làng A Di Đà để lên làng Conroe ở trên đó. Thưa quý vị, làng A Di Đà ở thành phố Conroe cách đây khoảng chừng 1.5 tiếng, thì chúng ta lên đó ngày hôm nay với ba cái mục đích. Là thứ nhất là ăn tân niên cùng với tất cả tử ở khắp nơi về, cùng với thầy trụ trì là thượng tọa Thích Thông Lai, và sau đó thì hàn huyên thăm gặp gỡ để mà biết thêm về làng. Cái mục đích thứ ba là ngày hôm nay cũng là cái ngày để đặt viên đá xuống một cái mảnh đất ở bên trong làng để xây cái tượng đài tưởng niệm tất cả những tướng lãnh hòa tá cũng như là những quân dân cán chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tổng tiếp nhật thứ 25 của năm 1975. Mời tất cả quý nhà của đồng hương theo dõi chương trình này ngày hôm nay ở tại Houston, Texas. Xin trân trọng kính chào sư phụ, chào tất cả những tăng ni, và đặc biệt là những tăng ni từ ở phía xa xa nửa vòng trái đất cũng có mặt ở đây, cũng một số đồng hương ở từ Úc Châu về. Người Việt Nam của chúng ta thường nói cái câu là mùng 1 nhà cha, mùng 2 nhà vợ, ngày hôm nay đúng là mùng 3 nhà thầy. Trong suốt 2 năm qua, Đài Truyền hình Sài Gòn Đài Quốc 51.3 là có duyên để làm những thước phóng sự gửi đến cùng tất cả quý đồng hương khắp nơi những chương trình hành pháp của hệ thống chùa Tầm Nguyên cũng như là làng A Di Đà. Và đặc biệt là tháng 12 vừa rồi thì Mai Cộng Hòa cũng có được một cái duyên cá nhân về với lại làng A Di Đà ở tại Indio, California. Về đó trong suốt 3 ngày ở tại làng, mình ước mơ là cá nhân mình được ở hoài và mãi mãi nơi thanh tịnh đó. Tuy nhiên, công việc của mình nếu mà ở một nơi thì có lẽ là chấm hết câu chuyện và đoạn đường của mình cũng xong.
người phóng viên như Michael Hòa được cái duyên để mà làm một cái gạch nối mà ngày hôm nay có được nhiều quý đồng hương ở tại Houston tháp tùng lên trên này. Trong đó thì chúng tôi cũng phải nói là khó để mà mời tất cả các bác, các chú có tuổi, và đặc biệt là trong cái mùa mà gọi như là mưa nắng khắc nghiệt bất thường. Có bác đã đợi ở tại đài từ lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay. Như lời mở đầu Sa Di Minh Như đã chia sẻ thì hoan hỷ ở đây chúng ta đều mở cửa rộng ra, và tất cả các bác ở đây bây giờ đang có các nụ cười ở trên môi rồi. Và cái điều đó chúng ta cũng đã thấy và nhận được. Trước khi vào chương trình chính là giới thiệu thêm những người khách cũng như là những người có trong cái chương trình để mà chia sẻ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời tất cả quý tăng ni, quý bác, quý cụ đứng lên để chúng ta làm nghi thức chào cờ. Xin tất cả chú ý, trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta hướng về đất nước Việt Nam, nơi có 90 triệu dân, nơi đó lá cờ vàng ba sọc đỏ đã tung bay Bắc Nam. Nơi đó chúng ta đã có nhiều người hy sinh vì chính nghĩa và tự do. Xin tất cả chú ý nghiêm quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Xin mọi người cùng đồng ca. Bắt đầu! Ta cùng nhìn về một đất nước ở Trung Quốc, một đất nước đã cưu mang chúng ta từ năm 1975, một đất nước rất là xa lạ trước đó. Nhưng mà ngày hôm nay đất nước này đã tạo cho con cháu của chúng ta công thành danh toại, đất nước đó chúng ta gọi là quê hương thứ hai, quốc ca Hoa Kỳ. Bắt đầu. Thank you.
một phút mặc niệm. Cùng đồng hành với lá cờ vàng bao sọc đỏ, chúng ta hướng về quê hương đất nước của chúng ta. Lắng lòng trong giờ phút này để chúng ta nhớ ơn những tiền nhân Lý Lê Nguyễn Trần đã có công dựng và giữ nước. Quân dân kháng chiến quân lực Việt Nam Cộng hòa Cảnh sát Quốc gia đã hy sinh vì chính nghĩa, vì tự do. Hàng trăm ngàn đồng bào đồng hương của chúng ta đã bỏ mình ở trong biển, ở dưới biển, trong rừng, ra đi để tìm tự do, vì hai chữ tự do đã hy sinh. Và cũng vì hai chữ tự do, quân dân kháng chiến quân lực Việt Nam Cộng hòa đã quyết tâm để bảo vệ chính nghĩa. Các tướng thề chết theo thành, noi gương anh hùng Phan Thanh Giản, tướng chết theo thành. Ngày hôm nay đặc biệt, chúng ta tưởng nhớ tới tất cả những người đã hy sinh vào giờ 25 của năm 1975. Một phút mặc niệm bắt đầu. Việt Nam, Hoa Kỳ đã chấm dứt. Trân trọng kính mời tất cả quý vị an toàn. Kính thưa Thượng tọa Thích Tông Lai chủ trì chùa Tầm Nguyên, hệ thống ràng A Di Đà. Cứ mỗi lần về với lại chùa Tầm Nguyên hay là đến với lại hệ thống của làng A Di Đà, chúng tôi đều có những cái giây phút đặc biệt. Dù là đến đây khi không có thầy hay là chỉ có vài đệ tử của thầy ở đây, chúng con cũng được sự tiếp đón nồng hậu, thì tiếp đón rất là ấm áp. Vì đây là một cái ngôi nhà chung, mà ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết, được về nhà thầy để cùng ăn Tết với thầy, cùng với tất cả đệ tử của thầy nói riêng và nói chung, với quý đồng hương có mặt ở đây. Không những vậy, mà ngày hôm nay cũng là một ngày đánh dấu, một viên đá sẽ được đặt xuống để chúng ta cùng khởi công xây dựng một đền tưởng niệm. Trong đó đã có hai đài tưởng niệm những người đã hy sinh ở trên biển, thuyền nhân Việt Nam. Mà từ đó người Mỹ đã có câu "Boat people". Và thêm một viên gạch nữa để chúng ta là những người không bao giờ quên ơn. Chúng ta là những người uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Những vị tướng đã tuẫn tiết trong giờ thứ 25 của năm 1975. Những vị tá, những sĩ quan
Hạ sĩ quan, những người thuộc binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thà chết chứ không đầu hàng giặc bằng cách này cách khác, nằm xuống vĩnh viễn ở dưới lòng đất mẹ. Ngày hôm nay chúng ta được tự do, ngày hôm nay chúng ta khổ cực một tiếng rưỡi đồng hồ vì mưa vì gió, không bằng cái sự hy sinh của những người đó. Và những người đó đã vĩnh viễn nằm trong đất mẹ. Những người đó là những người đã lót cái viên gạch trước khi chúng ta có thể lót cái viên gạch để vinh danh họ, thì họ đã lót cái viên gạch cho Tổ quốc, họ đã lót cái viên gạch cho chính nghĩa, họ đã chết cho mọi người được cười, được vui. Ngày hôm nay một số vị có mặt để cùng đồng hành với làng A Di Đà nói chung, nói riêng, với Thượng tọa Thích Thông Lai, để chúng ta bắt đầu một trang lịch sử mới cho những người tha hương. Trong nhóm chúng con xin được trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Kim Như, là bào đệ của Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, Tổng giáo phận Huế. Người cũng là một vị lãnh đạo tinh thần của miền Trung, cũng đã bị sát hại dưới tay của Cộng sản. Ngày hôm nay có bào đệ của ngài ở đây để cùng chúng ta đặt cái viên đá đó. Cảm ơn và trân trọng giới thiệu một lần nữa bào đệ Nguyễn Kim Như. Nói đến đây thì chúng ta cũng biết là bác Nguyễn Kim Như và gia đình bác là thuần thí người Công giáo, không phải là Phật tử. Nhưng mà khi mà bước về làng này thì có lẽ cái ranh giới tôn giáo nó không còn nữa. Không còn. Người thứ hai chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu là bác Lê Minh Giảng. Lê Minh Giảng. Khi mà chúng ta nghe những cái chữ mà cán bộ xây dựng nông thôn, ngày xưa mà chúng ta nghe cán bộ xây dựng nông thôn thì chúng ta dễ bị quên đi là những người có trách nhiệm ở vùng nông thôn, ở vùng hẻo lánh, có trách nhiệm giữ bình an trật tự cho những nơi mà chúng ta gọi là nông thôn, để chúng ta có những cái bồn lúa, bồn gạo phì nhiêu để nuôi cả nước, để nuôi cả miền Nam Việt Nam, nuôi tất cả quân dân kháng chiến thời bấy giờ, nhờ những người cán bộ xây dựng nông thôn. Người thứ ba chúng con xin được giới thiệu là Thiếu tá Trương Văn Cao. Thiếu tá Trương Văn Cao là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của binh chủng quân cảnh, một người cũng như là một binh chủng phải gìn giữ quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, không có phải dễ. Và cũng cùng đồng điểm đó giữ một cái nhân quyền mà bây giờ Cộng sản không có, coi tù nhân Cộng sản như là anh em của chúng ta trong suốt thời gian chiến tranh, và gìn giữ một cái hiệp ước của quốc tế là xem họ không khác gì những người quân dân kháng chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tá Trương Văn Cao. Và còn nhiều quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay, chúng tôi cũng chưa tiện, chúng tôi sẽ được dịp để giới thiệu cùng tất cả quý vị. Nhưng đặc biệt nhất
là có một phụ nữ sẽ đại diện cho hội ái hữu cảnh sát quốc gia ở Houston và vùng phụ cận. Cô Võ Giang Tỷ. Khi mà chúng tôi nghe tên cô Võ Giang Tỷ thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Rất là ngạc nhiên, một cái ngạc nhiên như thế này. Một người đẹp tính đẹp nết mà có cái tên đó, sao mà giống cải lương, sao giống cải lương quá. Nhưng mà khi hiểu ra được đó, thì chúng tôi cũng được biết là tại sao là cô có cái tên là Giang Tỷ. Cô sinh năm 1975. Khi đó ba của cô là cảnh sát quốc gia, mẹ cô đang mang bầu. Nếu mà nam hay nữ hay là cái gì đi nữa, phải đặt người con này có cái tên để mà nhớ đời. Giang Tỷ là Di Tản. Mà ngày hôm nay chúng tôi chỉ gọi nôm na là cô Di Tản. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người di tản. Đặc biệt một người mà chúng tôi cũng xin giới thiệu ngày hôm nay và cũng có mặt ở đây. Chị này thì chúng tôi rất là lạ, là bởi vì cách đây 8 năm khi mà chúng tôi vừa về Houston. Chúng tôi vừa về Houston thì chúng tôi nghe cái tên chị này và một người bạn mời Michael Hòa đi đến một cái nơi để nghe chị này hát. Khi chúng tôi vào bên trong thì người ta nói: xin trân trọng kính mời nữ hoàng tango. Mình nghe thì mình nói: ủa, tango mà cũng có nữ hoàng nữa. Nhưng mà thật ra đó là khi mà nghe xong rồi đó, hỏi tại sao vậy, đó là chỉ hát nhạc tango không có lối về. Mà người ta mà nhảy tango rồi, ta nhảy hoài không có lối ra. Về sau này cũng biết là chị làm việc thiện rất là nhiều mà đi cũng rất là nhiều, làm việc giúp cho nhiều người. Hỏi tại sao chính gia đình chị và chính thân phụ chị đã bị cộng sản chôn sống ở Mậu Thân, Huế năm 1968. Chị Hồng Hà. Hồi nãy chúng ta đã thấy là có quân, là có dân rồi ha. Và một người mà chúng tôi cũng xin được đề cập và cũng mời, đó là anh Lê Văn Thọ, cựu sinh viên sĩ quan trường Bì Thủ Đức. Trong số này thì chúng tôi cũng không quên một người rất thân với chúng tôi, có thể nói là một người cùng sống cùng làng, mà Việt Nam chúng ta nói là họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Qua tới đêm nay thì cái chữ láng giềng nó rất là quý. Mà anh này có thể nói là từ khi đi lính cho tới khi mà ảnh qua tới bên này vẫn còn cái áo chiến y đó, mà không bao giờ được lên cấp hết. Hạ sĩ suốt đời. Một tiếng hát mà chúng ta thường nghe đó là Hạ Sĩ Tuyên. Anh cũng được trời Phật thương rất là nhiều, là bởi vì tưởng rằng là chúng ta đã mất Hạ Sĩ Tuyên rồi. Anh rất yếu, bệnh rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua nghe là lên làng A Di Đà thì sáng ngày hôm nay sáng sớm anh cũng đã có mặt để lên làng A Di Đà với chúng tôi. Và quý vị cũng biết đó là cái tình của làng đang gửi ra. Và ngày hôm nay có hơn 100 người từ Houston lên trên này. Một lần nữa trân trọng cảm ơn Thầy đã hoan hỷ mở cửa để chúng ta có ngày mùng 3 ăn Tết nhà Thầy ngày hôm nay. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, trụ trì chùa Tâm Nguyên, hệ thống làng A Di Đà, quý tăng ni, quý bậc thượng, thượng thượng,
quý đồng hương Phật tử. Quý danh con là Giang Tỷ, pháp danh là Tuệ Khánh. Con rất là vinh dự gửi lời chào kính trọng nhất đến cùng quý thầy cùng tất cả quý vị. Con được ông Phạm Nhân, hội trưởng hội ái hữu cảnh sát quốc gia ở Houston và vùng phụ cận, trân trọng cảm ơn thượng tọa Thích Thanh Thức Thông Lai, quý tâm ni làng A Di Đà, chùa Tâm Nguyện cho phép chúng con đại diện hội ái hữu cảnh sát quốc gia ở Houston và vùng phụ cận tham dự và bày tỏ lòng tri ân đến những anh hùng dân tộc đã vì quốc vong thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, trong phái đoàn thì chúng con có người trẻ tuổi nhất trong phái đoàn, 4 người và 1 người chưa bắt hết sự hết. Mà người trẻ tuổi nhất trong phái đoàn là bác Nguyễn Kim Như. Mời bác Nguyễn Kim Như lên có vài lời. Kính thưa thượng tọa, kính thưa các cư sĩ, kính thưa các nghi sư và tất cả đồng bào ở Hứa Tinh lên đây để hưởng ngoạn cái làng A Di Đà. Lần đầu tiên tôi giới thiệu quý vị đến đây, tôi đem 82 người đi đến đây để tham quan và biết cái làng A Di Đà do nơi thượng tọa Thích Thông Lai thành lập. Quý vị chưa có nói lên lời nhưng mà rất khâm phục thượng tọa Thích Thông Lai vì cái chỗ tổ chức, vì cái cơ ngơi Phật giáo mà làm cho có cái tình người. Sẵn dịp đây tôi có cái dịp mà tôi hồi nãy tôi đặt viên đá đầu tiên do nơi thượng tọa Thích Thông Lai có nhã ý mời tôi thì tôi góp sức, tôi rất cảm động vô cùng là vì đời của tôi làm gì có được để đặt viên đá đầu tiên để mà tưởng niệm năm vị tử tiết của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rất lấy làm sung sướng cho cuộc đời tôi. Thưa quý vị, lần đầu tiên tôi đến đây gặp thượng tọa Thích Thông Lai, trước khi tôi đi đến thì những bạn bè thân thích của tôi đều có những cái lời warning, tức là gọi là cảnh giác, coi chừng các anh đừng lên đó mà làm lợi cho những thượng tọa quốc danh. Tôi nói không, tôi không nghĩ thượng tọa Thích Thông Lai là quốc danh, là vì thượng tọa Thích Thông Lai mà kính mến và thờ năm vị tướng tử tiết, đó là Cộng Hòa không bao giờ của quốc danh đâu. Quốc danh ơi nào, vì chỗ đó người ta còn nói tôi, trước khi người ta còn nói tôi có thấy thượng tọa Thích Thông Lai mấy lần đã hội lượng và nói chuyện lại với linh mục Anthony Phạm Hữu Tâm. Nhưng mà thượng tọa là nhà tu hành, tại sao anh nói dẫn dạc mèo hồn như vậy? Tôi nói thưa quý vị, đừng có đánh giá những cái sự hùng hồn hay là quỷ mị. Tôi không dám chỉ trích tay những vị tu hành mà quỷ mị đó, tức là họ lợi dụng để rồi họ cầu cúng dường, chứ thật sự thượng tọa Thích Thông Lai không có cầu chuyện đó. Cái lời nói với tôi thì cái ngày đầu tiên tôi đến đây thì quả thật thượng tọa Thích Thông Lai là những người trong tâm niệm tôi nghĩ đúng. Khi mình tới đó mình thấy những chuyện gì đúng mình mới là tin, còn cái đồn đãi đầu tiên đó chưa chắc nó là đúng. Cho nên ở đời cái công chuyện này của mình, dù có ai nói gì chăng nữa đó mà mình không mục đích, mình không thấy, chưa chắc là đúng đâu. Cho nên hôm nay đó tôi rất khâm phục và tôi rất kính mến. Thật sự thì tôi về tôi cổ võ cho một cái hội cao niên của tôi ở Hứa Tinh. Tất cả hội của tôi đó
có thể nói ghi danh hội viên là gần 200 người, nhưng mà mỗi một lần họp như vậy là trên 50 người, mà hôm nay quý vị đi đó là 82 người. Tôi nghĩ mà đi hôm nay đó để chính mắt của quý vị nhìn thấy, nhìn thấy làng A-di-đà và tầm nguyên Phật đường như thế nào. Thì như vậy một tí xíu tôi mời quý vị có rảnh thì đi vô Phật đường để mà nhìn cái Phật đường của tầm nguyên rất uy nga mà rất kính trọng lắm, không có một nhang khói gì hết, rất khoa học, đại đồng đệ tử không mà rất kính mến và thờ phượng như vậy, rất kính phục. Đó là tôi phát biểu ý kiến, cái sự của tôi ngưỡng mộ như hôm nay. Tôi không phải quảng cáo cho thầy Thích Tâm Lai, nhưng mà cái tâm trạng của tôi ngưỡng mộ và tôi khâm phục. Xin kính thưa quý vị và quý vị. Cảm ơn bác Như. Đúng như vậy, khi mà cách đây gần 3 tháng khi mà Mai Cộng Hòa mời bác Như, anh Cao, bác Giang, tất cả mọi người đều nói tại sao lại không làm truyền thông chưa đủ hay sao mà không còn bây giờ phát huy rồi nói về Phật Pháp rồi đủ thứ trên trời á. Nếu mà chúng ta là những người đầu tiên về đây ngày hôm nay, chúng tôi xin phép chia sẻ một chút xíu để biết về thầy Thích Thông Lai. Tôi nghe nhiều về thầy Thích Thông Lai lắm, nghe rất là nhiều. Là người công giáo, là người tu sĩ công giáo, là người linh mục công giáo đều có luôn. Cái hệ thống của Roma nó rất là chặt chẽ, từ trên xuống dưới. Mà chúng tôi thường nói đó, quý vị có bao giờ thấy ở tại Hoa Kỳ này nhà thờ nào bị nhà băng kéo không? Không. Quý vị có thấy chùa bị kéo không? Có. Rất là nhiều, rất là nhiều. Các linh mục, các thầy đều có lương căn bản, đều có lương căn bản, và họ làm việc theo hệ thống của một cái tổ chức, từ Tòa Thánh Vatican đi xuống cho đến tổng điều phận và điều phận rồi tới giáo hạt. Bên Phật giáo không có, bên Phật giáo không có, chắc chắn là như vậy. Nhưng chùa Tầm Nguyên, hệ thống là A Di Đà, có một cái mà thuyết phục cái cá nhân của Mai Cộng Hòa. Thầy vẫn đi làm, thầy vẫn nuôi thân bằng cái nghề cá nhân của thầy, thầy vẫn đi làm, thầy không có dùng đến cái đồng tiền của chùa. Sư Quốc Chanh cũng đi làm có lương của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta cứ nghĩ hai người, một người đi làm nuôi thân ở bên đất nước sang người này, hay vẫn huy hoàng, có nhà cao cửa rộng cũng được vậy, đúng không? Thầy cũng biết đau, biết thương, biết khổ, đúng không? Khi mà một người Mỹ, một người thị trưởng của một cái thành phố gần 85.000 người nói rằng ông này đây, ông đưa một cái khu vực từ ở cho tàn lên một cái hy vọng, một người Mỹ, cái thành phố này đây, một cái khía cạnh này nè, tà ma quỷ ác mại dâm hút sách đều có hết, chúng tôi còn sợ. Mà ông này nè ông đem một cái cụm nến không bao giờ tàn về đây. Thì một nhà truyền thông không chuyên môn như Mai Cầu Hòa, chẳng lẽ ngồi đó lặng lơ? Không. Chúng tôi muốn chia sẻ là bởi vì chúng tôi muốn cùng đồng hành với thầy để đưa cái tiếng nói, đưa cái chương trình đi xa hơn. Là tại sao vậy? Chúng ta là những người uống nước nhớ nguồn, không bao giờ quên được.
Và hiện nay thì trước khi mà chúng ta giới thiệu một người khác nữa lên phát biểu thì chúng tôi cũng xin cảm ơn thầy đã đồng hành với một công việc rất là nhỏ trong những ngày lạnh giá rét nhất của Houston vừa qua. Quý vị nào ở Houston cũng biết là trong những ngày vừa qua có thể nói là thổi ra khói lạnh từ trong xương lạnh ra, nhưng có một số đồng hương của chúng ta không may mắn đã xa cơ phải màn trời chiếu đất nằm ở dưới gầm cầu để ngủ. Chúng tôi làm cái phóng sự đó với cái sự tiếp tay của là A Di Đà nói riêng, là thầy Thích Thông Lai, xin chân thành cảm ơn. Cái ông quay phim của chúng tôi là ông này ông rất là khỏe, nhưng mà khi mà đi xuống đến đó rồi ông đứng hồi ông run quá chịu không nổi. Đây là cái người bình thường, huống chi là những người cơm không có, áo không có. Chúng ta đứng một cái làn thôi là chúng ta đã thấy cái làn gió thổi lạnh rồi. Thầy đã, chưa biết cái chương trình như thế nào, thầy đã yểm trợ. Cảm ơn anh Phước đã chia sẻ đó. Chắc chắn là ngày hôm nay, những người anh em của chúng ta nằm ở dưới cầu có thêm hàng chục, hàng trăm bạn hữu ở đây nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã yểm trợ và ủng hộ cho cái chương trình đó. Thiếu tá Trương Văn Cao, một trong những người mà chúng tôi gọi là bắt cóc lên trên này 3 tháng trước đây, nói một câu: tai nghe không bằng mắt thấy. Mời thiếu tá Trương Văn Cao. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin trước khi tôi có vài lời, tôi xin giới thiệu một người mà quý vị không ai biết hết, đó là anh Phước. Mời anh Phước ở đây. Kính thưa quý vị, khoảng 3 tháng trước thì chúng tôi không biết ai là ai hết, gặp anh Phước một anh trẻ ở ngoài tượng đài ở ngay đường Beo Le, chắc có lẽ là Hồn Thiên Sông Núi, giới thiệu chúng tôi gặp nhau. Theo một thời gian rất là ngắn thôi, tôi đi theo anh Phước. Anh Phước có nhờ tôi tìm những ông này, ông kia, tôi tìm có hết. Nhưng mà thưa quý vị, họ làm eo quá đi. Mấy người lớn họ có này, họ làm eo đủ thứ chuyện hết. Thì tôi thấy anh Phước có thể ảnh thua ai hết. Tôi nói anh Phước ơi vậy, thôi khỏi cần ai hết, tôi thấy anh dư sức làm rồi. Những cái hình ảnh đây quý vị thấy một tay anh Phước làm hết. Anh đang đi làm trong hãng, ngày thứ sáu nghỉ, thứ sáu thứ bảy thứ nhật nghỉ, từ viết tin lò mò lái trên này. Tôi nói ảnh anh Phước ơi, anh có đi vậy đó, anh kéo tôi theo, tôi ngồi nói chuyện với anh cho nó vui. Nhưng mà anh nói tôi đi, tôi lái xe mà tôi thấy anh ngủ không à, anh không thích cái đó. Cảm ơn anh Phương. Xin thầy thật, hôm nay là một ngày thì theo ông Michael Hòa nói là ăn Tết là rất là vui. Thì chúng tôi không dám đại diện ai hết, nhưng mà hôm nay rất may mắn là chúng tôi có như tôi. Là cũng như đại diện một số anh em ở trong cái nghề lính là nghề điện dịch, và anh Lê Văn Thọ là bên Thủ Đức, và cũng có như anh Lê Minh Giang là xây dựng nông thôn, rồi bác Nguyễn Kim Như là dịch viên viên. Thì chúng tôi nói tóm lại là cũng đủ mọi thành phần, thì cũng một cái dịp, một cái duyên may mà được thầy Thích Thông Lai đã có một cái quyết tâm xây dựng cái đền thờ các tướng lãnh mà đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một cái danh dự cho chúng ta chứ không phải riêng cho ai hết. Và kính thưa quý vị, mặc dù một cái quốc gia nào, một cái nước nào giàu
bá khai hay là văn minh gì cũng có một cái nền văn minh riêng của mình. Thì dân tộc của chúng ta là có nền văn minh trồng lúa nước rất là lâu đời. Nhờ cái văn minh đó đó mà chúng ta sống quây quần ở bên cái lũy tre, bên cái miếng vườn, bên cái mảnh đất mồ mả ông bà chúng ta. Do cái nếp sống đó mà chúng ta rất là yêu thương quê hương đất tổ. Và từ cái nền văn hóa đó mà chúng ta được cái tấm lòng thương thương yêu người, thương người, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Thì việc làm của Thượng Tổ Thích Thông Lai không ngoài mục đích là để tưởng nhớ, để thờ cúng những vị anh hùng đã tuẫn tiết, đã hy sinh mạng sống cho chúng ta còn sống hôm nay. Và cái đó cũng là một cái di tích lịch sử để cho con cháu chúng ta nhìn vào đó mà biết cái sự hy sinh của ông cha chúng ta như thế nào để gìn giữ đất nước của chúng ta mà chúng ta hiện sống. Nhưng thưa quý vị, năm 1954, Hiệp định Geneva cho một số đồng bào ruột thịt chúng ta từ miền Đắc, miền Bắc phải bỏ quê hương vào Nam sinh sống. Và vô phước cho chúng ta ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đành bỏ quê hương mà hiện giờ chúng ta có mặt ngồi hôm nay. Với cái sức sống của nước tự do, chúng ta có đầy đủ những tiện nghi về vật chất lẫn tinh thần. Con cháu chúng ta có một cái tương lai rất là sáng sủa. Những cái công ơn đó thì chúng tôi thấy việc làm của Thượng Tổ Thích Thông Lai rất là hữu ích. Mặc dầu chúng tôi cũng bị, như bác Nguyễn Kim Như đã nói, anh em cũng người này nói, người kia nói, thì chúng tôi trả lời một cách dứt khoát. Nếu thằng Diệt Cộng nó làm cái tượng đài, nó thờ các vị tướng lãnh của chúng ta, nó thờ những anh em của chúng ta đã tử trận, và treo cái cờ vàng ba sọc đỏ bay phấp phới, tôi vẫn tiếp cho nó xây dựng cho thành công. Và thầy, tôi cũng nghe thầy nói rất nhiều, và cũng có dịp nghe, cũng có một vị cha, chúng ta rất là hạnh diện là con rồng cháu tiên. Kính thưa quý vị, hôm nay được dịp đúng ngày 30 Tết, và thầy mời đến đây để dự bữa lễ đặt viên đá đầu tiên. Và chúng tôi được may mắn là được 6 người đó, đó là thầy, anh Mai Cửu Hòa, tôi, bác Nguyễn Kim Như, anh Lê Minh Giang và anh Lê Văn Thọ. Chúng tôi được cái danh dự rất là lớn. Có thể là như lời bác Kim Như nói là chúng tôi không có bao giờ có những cái được cái danh dự này. Và trước khi dứt lời, chúng tôi thành thật chúc Thượng Tọa Thích Thông Lai và các vị tu sĩ và quý vị tham dự ngày hôm nay có một mùa xuân giác ngọ, mọi sự may mắn, an khang và thịnh vượng. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Kiều Văn Cao. Trong thời chiến tranh Việt Nam suốt từ năm 1954 cho tới khi kết thúc năm 1975, hàng vạn gia đình đã bị nhà tan cửa nát. Không ai trong chúng ta nếu từ tuổi 40 trở lên đều biết cái thảm họa của Mậu Thân năm 1968. Từ Trung vô tới thủ đô yêu dấu,
một thời hòn ngọc Biển Đông. Cá nhân của chúng tôi đã chứng kiến ngay quận tư thân sinh của chúng tôi bị bắn chết ở tại đó. Một người đứng tuổi hơn chúng tôi đã chứng kiến một cảnh còn thảm khốc hơn nữa. Cả làng rồi đến gia đình bị chôn sống bởi cái sự tan bạo háo thắng của tổng quân Bắc Việt. Chỉ vì muốn nói ta là anh hùng, quên đi là chúng ta là những người Việt Nam cùng dòng cùng giống. Nhưng họ là những người 13, 14 đã vào Trung Bưng, đã mang cái bàn thờ vô thần làm chính, rồi quên đi một cái nhân cách, nhân phẩm của con người. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, một nhạc phẩm mà chúng ta có thể quen thuộc, mà đã ăn cơm chay thì hát chay luôn, không có đàn trống. Nạn nhân Mậu Thân 68 mang tên chị Hồng Hà, bên bờ đại dương. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng Hà xin kính chào thượng tọa Thích Thông Lai, chào anh Phước, chào Mai Cô Hòa, chào ca sĩ Yến, chào Giang Tỷ, và kính xin chào bạn Nguyễn Kim Như, thiếu tá Trương Văn Cao, anh Lê Minh Giang và hai người bạn của Hồng Hà là Hội và Quang. Và xin kính chào các thầy, các sư cô, quý vị đồng hương đến từ Houston. Sau đây bản nhạc Bên Bờ Đại Dương Hồng Hà sẽ gửi đến tặng tất cả quý vị. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nổi qua lòng miền Trung. Cảm ơn chị cũng như là cảm ơn những người mà cùng công và nỗ lực, đó là miền Trung. Thì xin được một lần nữa mời Yên cũng hát chay luôn cho quen với nhạc phẩm Hương Về Miền Trung. Đúng ra là nếu mà phải hát chay là cần miếng nước tương đi chơi. Để nước tương uống vô cho hát chay. Làm cho nó vừa chay mà cũng vừa mặn. Thôi cầm lại. Trước khi yên đó, quý vị thấy rồi, quý vị nào lần đầu tiên về đây đó, sư phụ rất là thoải mái lắm. Tại vì sao? Khi mà sư phụ chia sẻ đó, sư phụ cũng muốn chúng ta chia sẻ từ tấm lòng, cho nên nó vui cười tươi trong đó đều có hết. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm yêu em, nắng mưa đêm ngày cứ trời về xa xôi đôi đường. Người ơi có về mình quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bóng niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn thề duyên nhau dài lâu. Xa rồi không đâu em ơi, chờ anh về. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ,
chẳng thề. Đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi, em biết chẳng em đã bao thu rồi vẫn lạnh lòng trái ngàn phương. Mỗi cung đường có ngọc phụng hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vẫn trăng soi dòng hương, núi người còn thông theo chiều buông. Tôi vẫn còn thương. Còn không gieo chiếu buôn, tôi vẫn còn thương. Vâng, thưa quý vị, có bao giờ chúng ta đến chùa, đến nhà thờ, đến nơi sinh hoạt nào mà vừa cười mà vừa khóc một lúc không? Thì có nơi này, hồi nãy Michael Hòa đã đưa quý vị về lịch sử của cái trận chiến oai hùng của Thiếu Sinh Quân, tôi đã thấy quý vị khóc. Bây giờ tôi có thấy quý vị cười, đúng không? Là chúng ta đã thông cảm nhiều lắm rồi, đúng không? Tuy nhiên, ban giao thông ngày hôm nay do anh Minh Hiền cũng có đôi lời để chia sẻ tất cả quý vị trong ban giao thông, gọi là giao thông thì vận chuyển đó, ngày hôm nay đó, là có đôi lời người ta cũng được. Dạ, nó cũng sẽ trong phần cái mặt sư phụ. Con đại diện cho ban nhiêu nước, hôm nay tụi con có những cái trục trặc về xe cộ và về giấy tờ để cho các vị và các bác để mà có cái là không có đồ ăn, để mà không có ấy bắt cát để đi ra ngoài mua thêm bánh mì thang. Thì thành ra tụi con đại diện cho trong ban đưa đón, tụi con thành tâm sám hối, xin các vị nhân tình tha thứ. Đừng có khóc con. Ở trong này á, ai không có lỗi đưa tay lên. Sư phụ cũng có lỗi vậy. Sư phụ cũng là người trần mắt thịt chứ đâu thành Phật đâu. Bây giờ đó thời gian không có nhiều. Bây giờ tôi hy vọng rằng những quý vị quân nhân căn cứ như nó còn hòa đã thấy rõ thầy Thích Công Lai quả thật là ông Thích Thông Hơi, phải không quý vị? Thông hơi rồi tức là hơi thở truyền với nhau để hiểu chúng ta là những người cùng thở một cái bầu không khí của đất Việt Nam. Bây giờ tôi nói rõ quý vị rằng, quý vị nhớ đây năm Tây Cầu Hoàng, có nhớ đây năm rồi, hơn một năm tôi đưa tăng đoàn của chúng tôi khoảng 510 ra về Hồng Kông bốn, trước là sau ra tượng đài để tri ân quân kháng chiến như nó còn hòa. Trong đó tôi nhớ có Thiếu Tá Cào là những người cử hai quân cảnh để chúng tôi đặt vòng qua. Thì khi tôi đến với tượng đài nơi đây chi, tôi giái các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Việt Mỹ, hôm nay con đưa tăng đoàn ra ngoài Bel Air để mà xin ăn. Xin ăn để làm gì? Để con biết rằng những người khổ khi người ta ăn xin họ khổ như thế nào. Khi chúng con ôm cái bát đi từng bước trong nhà Hồng Kông, chúng con thông cảm những người không lép. Thì khi mà có cáo là tượng đài, tôi nói hỡi các anh chiến sĩ nào còn hòa, hôm nay tôi hiểu người không lấy khổ, tôi xin ăn mà tôi hứa với ông rằng ngày nào có tượng đài chiến sĩ nào còn hòa, ngày đó tôi bắt đầu phát động chương trình là làng Di Đà sẽ bắt đầu có những bữa cơm hôm lết. Khi mỗi lần thầy Thông Lai về đây hàng tháng là có những bữa cơm hôm lết để mà thông cảm với những người đã không có cơm ăn. Hy vọng rằng các bạn Đà Lạt để chữ tôi còn đây không? Đà Lạt không? Chạy trốn mất rồi, đứng lên. Khi sư phụ về đây hàng tháng, sư phụ sẽ lấy tiền ở trong quỹ này, sư phụ sẽ đưa xuống cho con nấu, rồi sư phụ sẽ đứng ở đó và tăng đoàn của chúng ta. Đừng hỏi đồng bào đã làm gì cho các ông thượng tọa, các bà sư, mà hỏi rằng các ông tăng, các bà sư, các ông bà thượng đã làm gì cho những người hôm nay. Và tôi sẽ làm cái việc đó, con góp một bàn tay nấu cho thầy, mỗi khi về thầy sẽ xuất hiện tăng
có một bữa cơm dành cho những người Mỹ homeless, những người Á Đông homeless, và trong đó có những người Việt Nam homeless. Bây giờ chúng ta thấy như thế này, chúng ta nói đó, đi tu chứ không phải là ở tù. À, bên Phật giáo cũng như là bên Công giáo thì cũng vậy. Bên Công giáo thì trong cuối thế kỷ 21 này, chúng ta cũng đã thấy có hai Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã mở cái cánh cửa của giáo hội ra để cho mọi người biết cái ngai vị giáo hoàng không còn là uy quy và không còn cao thượng mà còn xuống dưới thấp. Đức Giáo Hoàng Francis hiện nay đã thực hiện cái chuyện đó. Và khi chúng ta ngạc nhiên tại sao thấy những người tu hành như thầy hát hò vui vẻ, đó mới thật sự là trần tục. Chị Nga Đà Lạt, mời chị Nga Đà Lạt lên đây. Chúng tôi gọi là chị Nga Đà Lạt, bởi vì chị tên là Nga mà chủ quán Đà Lạt. Anh Di Đà Phật, xin bạch. Như hồi nãy đó thì sư phụ tôi có nói là một tháng đó, sư phụ sẽ về Houston, ở đây ngồi về Houston một lần để mà cúng dường cho những người homeless, những người đói, những người khổ lạnh đang vất vưởng ngoài đường. Thì trong đó tôi là một Phật tử của sư phụ, thì thầy làm thì con phải noi theo. Thì bây giờ đó, như hồi nãy sư phụ có nói là sư phụ sẽ đưa tiền cho con. Con bây giờ con xin tuyên bố là hãy sư phụ cho họ ăn một tháng thì con sẽ cho họ ăn một tháng. Hai người rồi, phải không? Tất cả những gì mà con làm, sư Phật cho con buôn bán được thành công, con có được đồng lời, thì con chia sẻ với tất cả những người nghèo khổ, những người đói khát không nhét ngoài đường, và những gì mà họ cần mình giúp, mình sẵn sàng. Tại vì cái cõi đời này có cũng như không, không cũng như có. A Di Đà Phật. Trước hết thì cảm ơn thầy, cảm ơn chị Nga, và chúng tôi xin được phép thay mặt cho hệ thống nhà hàng Kim Sơn cho tất cả chương trình các bạn ăn những tháng còn lại, cho tới khi nào có những người nào giúp đỡ thêm, hệ thống nhà hàng Kim Sơn sẽ sẵn sàng giúp cho các người đó và đồng hành với thầy trong cái chương trình này. Tình đầu cũng như là tình cuối, mà nãy giờ nói lời cuối nhiều quá rồi, sau khi thầy hát tình đầu tình cuối mà nói hoài sẽ không hết lời. Kính chúc cho tất cả quý vị và quý vị một năm Giáp Ngọ an khang thịnh vượng. Và cái câu nói thường của Ban Cộng Hòa khi chấm dứt chương trình: luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Và cái câu nói này là cái câu nói quý vị sẽ nghe ở cái chùa Tổng Viên này, cái hệ thống của tôi chưa có từng bao giờ tổ chức bán cơm gây quỹ xin tiền, chưa bao giờ rước ca sĩ về, nhưng mà chính ca sĩ Nam Nhĩ tôi để hát, đó là ca sĩ Thanh Tiền, hát trong cái ngày khánh thành tượng đài thiền nhân, vì cô là một cái người thiền nhân. Tuy nhiên hôm nay những cái vị quân cánh chính Liên Hợp Cộng Hòa, những người tù HO, những người vợ của những sĩ quan HO, trong này có những người nạn nhân của cộng sản mậu thân, và chúng ta hôm nay hội tụ trong một ngôi làng. Ngôi làng này là cái gì quý vị? Một cái đơn vị nhỏ nhất của Tổ quốc Việt Nam. Ở đây có 50 mẫu đất mà chúng tôi tự trị. Nó không phải là một cái nhà dưỡng lão. Ở trong đây các cụ giàu đây, tiền già tôi không đụng, tiền hưu tôi không đụng. Mà nếu mà quý vị đã từng Ban Cầu Hòa qua thấy cái làng Kỳ Đà ở bên California, ở vùng phụ cận Palm Springs gọi là Indio, ở trong đó các cụ cũng được hưởng những quy chế như đây: răng hư có nhà sở, có nhà sĩ rồi, có phải không Ban Cầu Hòa? Bệnh hư có bác sĩ và có phòng thuốc. Chúng tôi có phòng nha, phòng mạch, phòng thuốc, quan hơn rất là sen phi. Và các cụ ở tại đó cũng được đầy đủ. Khi một người bệnh vào trong đó ở, một người già vào trong đó ở, là khi có người bệnh chúng tôi có ban thay tả, có chúng tôi có ban chở đi bệnh viện, chúng tôi chăm sóc tới độ cứu cuộc đời. Và khi người đó mà đã tình trạng mà không cứu chữa được, bác sĩ nói rằng người này tới giai đoạn hospice,
thì chúng tôi đưa về làng có một cái phòng kêu là phòng giảng sanh để mà chờ để mà đi qua bên kia thế giới. Thì chúng tôi là những người thay phiên nhau thay tả cầu kinh và lo cho thủ tục. Chúng ta cần bàn tay giúp đỡ, tại sao phải về Việt Nam để giúp đỡ cho tụi cộng sản, phải không quý vị? Đó là điều nói của tôi về Việt Nam. Và từ đây, đây là ngày Tết, ngày Tết của nay là dỗ thầy, mùng ba dỗ thầy, thì tụi con đến đây dỗ thầy, thầy cũng phải là cha tinh thần không phân biệt là Công giáo Phật giáo, mà chúng ta thi hành theo. Nếu mà đứng trên tinh thần dân tộc, quý vị nãy giờ nghe không, tôi xưng con cho quý vị, tại vì tôi là nhỏ tuổi, mà nếu mà đứng trên tinh giáo tôi cũng xưng là thầy hay là thượng tọa hay là cha. Tôi đã nói rõ, con đứng trên tinh thần dân tộc Việt Nam, con kính mời tất cả các bác lớn tuổi, các bà mẹ của con cùng nhận cho con một đòn bánh tét. Do chính con xin thưa, do chính các bà cụ trong làng Di Đà giúp nít lau lá để gửi gì một chút quà về cho các bác ở Beo Em. Cảm ơn thầy nên ăn vui mà còn có quà về nữa. Gói mang về. Gói mang về. Yeah. Nhưng mà đừng có nói lẹ quá rồi cái Diễm đó là vào vơ hết về. Yeah. Một lần nữa thì rất là chân thành cảm ơn thầy đã cho phép con lên trên này. Xin kính chúc cho thầy luôn luôn lúc nào cũng có một nụ cười và luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng được minh mẫn, bởi vì đường đời còn dài và chúng con còn nhờ đến thầy nhiều lắm. Thầy chỉ có một cái mơ ước thế này thôi. Từ khi quý vị lên đây bây giờ có ai lại làm phiền quý vị vấn đề tiền bạc không? Có giờ vô dùng cái giá này bán những kia không có nha. Nếu đệ tử tôi một đứa nào mà xin tiền á, xin quý bác nói cho con cạo đầu nó liền. Cái thứ hai là con chỉ có một cái mơ ước, nếu quý vị đã hiểu được con, đến để thương và hiểu. Vì đây cái đền thờ tổ quốc nội chung, con không đòi hỏi quý vị bỏ tiền, vì chúng con đã được các Phật tử ở đây Tết này coi như là ủng hộ cái tượng đài 60.000 rồi. Do đó chúng con chỉ cần quý vị ủng hộ về tinh thần và giúp một bàn tay trong những thời gian tới. Và hy vọng rằng ngày lễ Memorial Day là cái ngày khánh thành tượng đài này, chúng con sẽ mời các bác trở lại đây để cùng nhau các ban khánh thành bên cạnh những cựu chiến binh Việt Hoa Kỳ đã từng chiến đấu dùng với các bác để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Và xin quý vị cùng hẹn nhau vào cái ngày Memorial Day ở trên chiếc tàu ở bãi biển Galveston. Tại đó chúng con sẽ đi làm lễ cầu hồn, cầu siêu bên cạnh các linh mục, bên cạnh các tôn giáo, trong đó có Cao Đài, có Hòa Hảo, có Liên Tôn, để rồi bên cạnh các quân lực dân Cộng Hòa, không quân, nhảy dù, biệt động quân, chúng ta hãy nhớ lại, Ngài ở tù, chúng ta ngồi chung trong một cái láng một trại được, tại sao Ngài qua bên đây, chúng ta không ngồi chung được trên một chiến tàu, trên một cái đài tưởng niệm, để mà tiễn nhớ những người tướng của Việt Nam Cộng Hòa đã chết để cho chúng ta được sống. Xin chào quý vị. Bà danh dự. Đây là thưởng cho ông sư ông. Sao năm tới là hy vọng xuống đây hay là quyết định xuống đây? Quyết định xuống đây. Không cần hy vọng. Không cần hy vọng. Đây là thưa Tăng Cao. Thưa Tăng Cao đâu rồi? Đây. Nói cho tôi là chưa biết hát. Dạ, để cho. Dạ, để cho. Vâng, cái thứ quý vị của thượng phái đoàn đi từ ở Conro về, và hồi sáng này thì khởi hành với lại 6 chiếc xe van lớn và một chiếc xe van nhỏ, tổng cộng là gần 90 đồng hương của chúng ta lên làng A Di Đà ngày hôm nay. Thường thường chúng ta nghe nói là đúng như thật là mùng 1 giỗ cha, mùng 2 giỗ vợ, mùng 3 là thầy. Đó là ngày mùng 3 Tết, được ăn Tết ở trên làng A Di Đà cùng với lại thượng tọa Thích Tôn Lai,
với lại một cái chương trình đặc viên đá đầu tiên. Và ngày hôm nay chúng tôi kết thúc ở tại đây, cũng là cái nơi mà chúng tôi bắt đầu từ đây và kết thúc ở đây. Trân trọng cảm ơn tất cả quý nhà quý hương đã theo dõi chương trình này, cũng như tất cả những chương trình gì của đài truyền hình Sài Gòn Liên Quốc, thì đây là đài truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta.